áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các em đã đến với bài học viết bài văn nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm thơ. Bài học này sẽ giúp chúng ta có kỹ năng viết văn bản nghị luận phân tích đánh giá nội dung và những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm thơ. Như chúng ta đã biết, trước một tác phẩm văn học, độc giả có thể có những cảm nhận, quan điểm riêng biệt tùy theo năng lực, sở trường, kinh nghiệm vốn sống. Khi cần chia sẻ những cảm nhận, quan điểm đó, chúng ta có thể sử dụng kiểu bài nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm văn học. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phương pháp làm kiểu bài này. 1. Định hướng. Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu được khái niệm viết văn bản nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm thơ là gì. Đó là nêu lên và làm rõ ý kiến của người viết, phân tích là chỉ ra và làm rõ đặc sắc về nội dung và nghệ thuật biểu hiện ở từng phương diện cụ thể. Đánh giá là nêu lên nhận xét về những điều đã được phân tích đánh giá. Về cách viết, khi viết bài văn nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm thơ, chúng ta cần đọc kỹ tác phẩm thơ, chú ý xác định những nội dung và các yếu tố hình thức nổi bật, chỉ ra giá trị của các yếu tố hình thức trong việc thể hiện nội dung, chủ đề của tác phẩm thơ, xác định được các luận điểm trong bài viết, lựa chọn các dẫn chứng từ tác phẩm thơ cho mỗi luận điểm, liên hệ với các tác giả tác phẩm có cùng đề tài, chủ đề, so sánh để nhận xét điểm gặp gỡ và sáng tạo riêng của tác giả được thể hiện trong tác phẩm thơ là gì. Đưa ra những suy nghĩ, nhận xét về những thành công và hạn chế nếu có của tác giả, về giá trị và sự tác động của tác phẩm thơ đối với người đọc và chính bản thân em. 2. Thực hành viết. Chúng ta hãy cùng thực hành với bài tập Hãy viết bài văn phân tích đánh giá bài thơ Mùa hoa mận của tác giả Chu Thủy Liên. Đối với đề bài này, chúng ta cũng lần lượt thực hiện theo các bước sau. Bước đầu tiên là chuẩn bị, cần đọc kỹ đề bài, xác định được yêu cầu của đề. Yêu cầu ở đây là gì? Là viết bài văn phân tích đánh giá bài thơ Mùa hoa mận của tác giả Chu Thủy Liên. Thao tác sẽ sử dụng trong bài viết đó là thao tác phân tích, đánh giá. Đối tượng mà chúng ta hướng tới trong bài phân tích đánh giá này là bài thơ Mùa hoa mận của tác giả Chu Thủy Liên. Sau đó chúng ta cần đọc kỹ lại đoạn thơ, chú ý vị trí của đoạn thơ, thể thơ, cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trữ tình, các hình ảnh, biện pháp tu từ được sử dụng, các câu thơ, bài thơ được sử dụng để liên hệ mở rộng nếu có. Có thể lập bảng thống kê các câu thơ cùng đề tài, vị trí sử dụng. Sau khi đã chuẩn bị xong những nội dung trên, chúng ta sẽ sang bước số 2, đó là bước tìm ý và lập dàn ý. Để tìm ý cho bài văn nghị luận, chúng ta cần đặt ra được những câu hỏi và trả lời những câu hỏi đó. Ví dụ, ở đây chúng ta có thể đưa ra các câu hỏi như bài thơ được sáng tác xuất xứ từ đâu? Nhân vật trữ tình bộc lộ cảm xúc tâm trạng gì trong bài thơ? Tác giả đã sử dụng thành công những yếu tố nghệ thuật nào để biểu đạt nội dung? Bài thơ gợi cho em cảm xúc, suy nghĩ, liên tưởng như thế nào? Chúng ta có thể đưa ra những câu trả lời để có được những ý chính cho bài viết. Bài thơ Mùa hoa mận được sáng tác vào tháng Chạp năm 2006 và in trong Thuyền đuôi én. Nhân vật trữ tình bộc lộ tình cảm về thiên nhiên và con người Tây Bắc khi mùa xuân về. Tác giả đã sử dụng thành công những yếu tố nghệ thuật, lặp lại 3 lần câu thơ cành mận bung cánh muốt ở đầu mỗi khẩu thơ, dùng nhiều từ láy có giá trị gợi hình gợi cảm như háo hức, rộn ràng, xốn sang, hối hả và các biện pháp tu từ so sánh nhân hóa, điệp ngữ, ẩn dụ. Bài thơ đã gợi cho em cảm xúc, suy nghĩ, liên tưởng đến cảnh bản làng và thung lũng bạt ngàn sắc trắng hoa mận, khung cảnh vui tươi, rộn ràng, chuẩn bị đón xuân sang, khiến cho mỗi người đều cảm được cái dạo dực ấm lòng trước cảnh đón Tết và khao khát trở về nếu đang là một người đi xa.
Sau khi đã tìm được ý, chúng ta sẽ sang bước lập giản ý với bố cục 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Trong phần mở bài, chúng ta cần giới thiệu được khái quát về bài thơ và nêu lên vấn đề, vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật trong bài thơ Mùa Hoa Mận của Chu Thủy Liên. Phần thân bài, chúng ta cần giới thiệu về bài thơ cụ thể như tác giả, hoàn cảnh ra đời của đoạn thơ, hay đây còn gọi là phần dẫn nhập trong mỗi bài văn của chúng ta. Cần phân tích và đánh giá đoạn thơ để làm rõ vấn đề của bài viết. Người viết có thể sắp xếp các ý theo trật tự khác nhau, theo bố cục, mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình hay theo các khía cạnh của vấn đề. Ví dụ, có thể sắp xếp nội dung phân tích đánh giá lần lượt từng khổ thơ, mỗi lần hình ảnh cảnh mật bung cánh muốt là một cảnh sinh hoạt, một niềm vui mới, một nỗi lòng được biểu đạt. Đến phần kết bài, chúng ta cần khái quát tổng hợp lại vẻ đẹp, nội dung và hình thức của đoạn thơ, nêu lên suy nghĩ, đánh giá khái quát và cảm xúc của bản thân về đoạn thơ này. Phần thứ ba, phần quan trọng nhất đó chính là viết bài. Khi viết bài cần lưu ý bám sát giản ý, chú trọng những yếu tố về hình thức biểu đạt, nội dung, lựa chọn từ ngữ để diễn tả cảm xúc của em về bài thơ, kết nối các ý thành đoạn văn, mỗi ý nên diễn đạt thành 2-3 câu và đảm bảo cách trình bày. Bố cục của đoạn văn đủ 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Nội dung các câu trong bài cần hướng về chủ đề chung. Sau khi viết bài, cần kiểm tra, chỉnh sửa bằng việc rà soát, chỉnh sửa nội dung của bài văn, đoạn văn. Như vậy, ở bài học này chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách viết bài văn nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm thơ. Cảm ơn các em đã lắng nghe và hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.